lãnh chồng mình hay dịp vợ chồng em. Xe là một. Mười bảy tháng. Khó khăn thì chủ yếu là về bên phần chị, tại chị vẫn còn ở bên Mỹ á, cho nên là ba cái vụ giấy tờ thì không có thời gian sắp xếp này nọ, nhưng mà được cái bên văn phòng khá là tốt, khá là chu đáo và nhiệt tình, giúp hết từ khâu mà sắp xếp hồ sơ rồi chuẩn bị hồ sơ lẫn giúp đỡ cho Đức ngày nọ, đưa đi rồi đưa về nữa cơ, cũng hơi bị chu đáo quá thì cũng nói chung là có nhiệt tình. Thank you. Chị Trang thì rất là nhiệt tình và chu đáo về mọi thứ và mọi mặt luôn. Có nhiều lắm ấy chứ. Có một cái là hơi rung khi mà đi phỏng vấn. Ừ. Đó là lần đầu tiên đúng không? Và cái bệnh gọi là trong máu là hơi bị cả lâm lắp bắp. Vậy nó lòng vòng. Như hơi lòng vòng. Ừ. Thì yeah. Chị Trang có viết một cái thẳng thắn, dứt khoát. Thì mình học theo, cố gắng. Chỉ cần nói, có hay không thôi. Có, không, yes, no, ok. Hồi giờ chị Trang chuẩn bị quá chú đáo, quá đẹp. Đúng rồi đó. Cho nên là quá thuyết phục luôn. Lãnh sự quán là chuẩn hầu như là cho đậu rồi đó. Bị gọi là quá đẹp cho nên lúc vào lên là làm quán là làm ngơ luôn. Cần phải nhìn vào hồ sơ nữa. Cho best.